Ôi chào mọi người, wow, máy mới đây mình cứ nhìn vào cái chỗ này, cái màn hình. Bây giờ là 12 giờ 17 phút đêm. Mình vừa đi từ trường quay của IBS về. Mình vừa về hôm nay đi quay liền 3 tập liền nên hơi mệt ấy. Tuần này thì mình không phải đi quay buổi nào cả, nhưng tuần sau mình sẽ phải đi quay, nên là trong tuần này mình phải làm hết tất cả những cái bài thi cuối kỳ của mình. May là kỳ này mình không phải thi cuối kỳ mà sẽ thay bằng là những bài tập ấy, rồi nộp lên cho thầy thôi. Ui, nhưng mà 5 môn liền hay, mình cũng đang hơi oải oải tí. Tuần sau mình khá là bận vì đi quay 3-4 hôm. Vì đây là lần đầu nữa nên mình không biết là cách học như nào thì nó sẽ hiệu quả ấy. Nên mình đã thử chọn cách là học giống các bạn Hàn, nghĩa là học miệt mài, học phát điên lên. Mình muốn thử xem, tại vì bạn của mình nó học như vậy và điểm của nó rất cao. Và sao người Hàn người ta hay học như vậy. Thì mặc dù bây giờ đã 12 giờ rồi nhưng mà mình nghĩ là mình phải nên học thôi. Nên mình sẽ bắt đầu nhá. Mọi người sẽ cùng học với mình nhá. Mọi người chuẩn bị lấy giấy bút, bài vở ra học đi. Rồi mình sẽ bắt đầu đây. Đây chính là lịch thi, à không, gọi là lịch nộp bài tập của mình. Thứ 6 sẽ có 2 bài phải nộp. Thứ 3 tuần sau 2 bài phải nộp. Và thứ 5 tuần sau sẽ có 1 bài phải nộp. Nhưng mà mình đã đi quay kín lịch rồi nên chắc chắn trong tuần này mình phải làm xong hết rồi, mình điên mất. Thật ra mình cũng muốn chuẩn bị từ lâu rồi, nhưng mà đến cuối tuần vừa rồi bắt đầu mới có lịch thi học kỳ ấy, là mình không thể chuẩn bị kịp được. Mọi thứ đang chống lại tôi. Ngày 19 thì mình sẽ có 2 môn là phải nộp bài. Thì một môn thì mình đã làm xong rồi vì thầy rất là tốt, thầy kiểu cho bọn mình nộp bài 3 lần xong rồi sửa ấy, thì coi như là đã xong rồi. Còn bây giờ còn một môn, bắt đầu mình sẽ làm môn này, được gọi là khoáng cô kế hoạch luôn, thì sẽ học những thứ liên quan đến lập kế hoạch quảng cáo. Thì đây là 2 cuốn sách giáo trình của mình. Nhưng thật sự mình động vào cái này rất là ít, tại vì hầu như là thầy sẽ cho chia slide hết rồi ấy, thầy giảng rồi nên là cũng không phải động vào nhiều. Trong bài tập thì có một phần liên quan đến lý thuyết nên mình đã phải đọc sách để có thể nắm được các ý chính, còn viết vào bài. Chính vì thế nên hôm đấy mình đã học đến 6 giờ sáng chỉ để đọc cái cuốn sách này. Hello, chào mọi người. Wow. Bây giờ là 1 giờ 22 phút đêm. Thì mình đang ngồi ôn thi dở. Xong rồi kiểu có chuyện, thế là tâm trạng mình kiểu bị xuống, không tập trung được cái gì cả. Thế là mình đã quyết định là đi ra study room để học. Tại vì hôm nay 18 mà ngày 19 là mình đã phải nộp bài rồi, nên mình còn đúng một ngày để chuẩn bị thôi. Là bài thi cuối kỳ. Đấy, nên là mình sẽ học xuyên đêm. Không thì mình sẽ cảm giác như là không chắc chắn ấy. Đấy. Thì vừa nãy mình đã đi đến đấy rồi, xong rồi mình quên mất cái này ở nhà, xong mình lại phải đi về lấy. Tại vì cái sạc MacBook của mình ấy, nó là sạc đầu này này. Thì như đây là bản Mỹ sao ấy, còn ở Hàn Quốc nó chỉ là sạc đầu tròn thôi, nên là phải có cái adapter này nữa. Thì đấy, thì mọi người sẽ cùng đi ôn thi mình nhá. Để xem mình có, mình đã mua hết 6.000 won, là sẽ học từ 11 giờ đêm cho đến 8 giờ sáng. Chắc là mình sẽ học đến 8 giờ sáng mình đi về nha. Bye bye. Đây.
bài thi của môn lập các quảng cáo thì mình sẽ phải lập các quảng cáo trong một cái sản phẩm mì tôm mới ra ở thị trường Hàn Quốc cách đây 3 tháng. Và bài này sẽ được trình bày theo dạng là PPT slide từ 10 đến 20 trang. Và mình đã làm trong khoảng tầm 18 trang. Và ngoài ra thì mình còn phải thu âm thêm một đoạn video khoảng tầm 1 phút 30 giây để nói về quách của mình, sau đó nộp cho thầy. Bài tập của môn này khiến mình tốn rất là nhiều thời gian, tại vì đây là một cái sản phẩm mì tôm mà mới ra được 3 tháng thôi, nên là nó vẫn chưa có nhiều thông tin với cả tài liệu để nói về cái mì tôm này và để so sánh với các loại mì tôm khác. Chính vì thế nên là hầu như là mình toàn ngồi tự bịa, gần như là nghĩ gì bên đấy thôi ấy. Đấy, nghĩ lại thì em thấy không biết được bài đấy như nào nữa. Mình đã học được 3 tiếng 40 phút rồi. Và bây giờ đã tối. Và bây giờ mấy giờ nhỉ? Giờ là 8 rưỡi. Và mình chưa ăn một cái gì trong ngày cả. Và mình không biết mình nên ăn gì, kiểu ăn nhanh để còn học tiếp ấy. Mình mệt quá, kiểu không có tâm trạng nữa. Hay ăn mì tôm ha. Mình sẽ ăn mì tôm này. Đây chính là cái loại mì tôm mà mình sẽ phải lập kế quảng cáo. Đây là mì tôm Kari Pimyeon. Cái này là của hãng Nong Shim. Hãng Nong Shim rất là nổi tiếng rồi, nhưng mà cái mì này nó mới ra được từ tháng 3 thôi, nên là mình phải ăn thử để còn nghĩ tiếp là nên viết gì. Tại thực sự là rồi mình đã bí lắm rồi. Mình đã ngồi suốt 2 ngày nhưng mà vẫn chưa viết xong bài đấy. Thế mình đã quyết định ăn thử cái mì này. Thank you.
Đây là mì mình đã vừa chuốt xong. Nó kiểu mì trộn. Thì mùa hè mọi người sẽ hay ăn mì trộn hơn. Để thử ăn nhá. Mì hơi cay. Mà xin đấy. Được. Chỗ cứ. Với khẩu vị của mình thì mình thấy mì này ngon hơn. Mì nổi tiếng ở bên Hàn nhất về mì trộn bây giờ. Mà sao nó lại không nổi nhỉ? Chắc là vì nó mới ra vào năm nay. Ôi chào mọi người, hôm nay là thứ hai và mình đang đi ra study room để học. Study room. Tại vì là nóng quá. Ô nóng dã man luôn ấy. Thế là nhà mình thì kiểu toàn kính ấy, không thể chịu nổi. Điều hòa không thể lại được. Nên là mình đang định đi ra nên là mình sẽ ra study room học. Và trước đấy thì mình sẽ đi ra mua nước đã. Mình nóng quá. Mình đã vừa mua nước xong. Sao mình cảm giác như là mình cho vào cái bình của mình thì thấy to hơn. Rồi. Chỗ kia là chỗ study room mình sẽ đi học. Mình đi đây. Bye bye. Mình ra study room lúc 6 giờ chiều nên là không còn cái chỗ góc riêng để ngồi nữa, nên mình phải ngồi chung thế này. Mọi người lưu ý là nếu đi ra study room thì hãy ra sớm nhá. Tại trong các kỳ thi thì hầu như không có chỗ đâu. Mình đang làm bài cho một môn gọi là học về kinh tế và công nghiệp truyền thông. Thì môn này đề bài sẽ là phân tích một cái doanh nghiệp về truyền thông. Các bạn Hàn Quốc thì sẽ phải làm về doanh nghiệp Hàn Quốc, nhưng mà do mình là người nước ngoài nên là thầy đã cho mình làm về doanh nghiệp Việt Nam. Môn này là môn lý thuyết và đạo diễn phim. Thì đề bài cuối kỳ của môn này là mình phải lập kế hoạch cho nhân vật chính và nêu ra những khó khăn và cách giải quyết về kế hoạch đó trong vòng 4 trang. Nhưng mà may mắn thì thầy đã cho bọn mình nộp 3 lần và thầy sẽ sửa sau đó thì nộp cái bản cuối cùng. Nên bây giờ mình đang ngồi check lại một lần nữa sau đó để nộp bản cuối cùng thôi. Và môn này thì thầy luôn luôn cho mình được điểm rất cao. Chắc là vì mình là người nước ngoài nên là toàn được 100 điểm. Nhưng không biết là điểm cuối kỳ này thầy cho bao nhiêu nữa. Nhưng mà mình thật sự rất cảm ơn thầy, vì thầy là một người giáo sư duy nhất trông chức cho mình vì mình là người ngoại quốc. Hello, chào mọi người. Thì bây giờ đã là 1 giờ sáng của ngày 25, là thứ năm rồi. Thì thứ tư mình đã hoàn thành xong hai bài thi cuối kỳ cuối cùng của mình. Thì trong thứ ba và thứ tư thì mình kiểu bận quá, mình muốn làm cho xong ấy, nên mình không quay được cái gì cả. Xong rồi mình nhớ ra là mình vẫn chưa kể cho mọi người nghe là hai cái môn mình vừa thi hôm nay thì mình sẽ phải làm những gì. Thì môn đầu tiên là môn Quảng Khô Piarun. Thì môn này mình sẽ được học về cách quảng cáo, cách tạo ý tưởng cho các cái event này, các cái campaign đó. Thì giữa kỳ của môn này mình thấy khá là khó. Tại vì mình phải
phân tích và nghiên cứu về những chính sách của chính phủ Hàn Quốc về việc quảng bá tuyên truyền cho cái chống dịch corona, nghe sợ không? Đấy, và cuối kỳ thì mình được làm theo kiểu là bài tập nhóm, mỗi nhóm sẽ có tầm 4 đến 5 người, thì may mắn thì mình được làm với 4 bạn rất là hiền và dễ thương. Vụ của mình với một bạn nữa là làm PPT và nó đã xong rồi, cho mọi người xem nhé. Thì văn hóa Hàn Quốc là sẽ kiểu cùng nhau ăn ấy, nhưng mà như thế rất là dễ bị nhiễm corona, nên là cái event của bọn mình là kết hợp với cả cái app giao hàng của Hàn Quốc là Paetare Minjok, là sẽ cùng làm một cái event tên là Ý xích thùng xong. Cái này event này nghĩa là khi mọi người đặt đồ giao hàng về thì các bạn sẽ chia nhỏ ra mỗi người một phần để không chung đụng gì với nhau cả. Sau đó thì sẽ chụp ảnh check in kèm hashtag đó. Thì mình thấy khá là hay ho. Một cái cách tuyên truyền nữa đó chính là collab với cả các cái YouTuber mukbang của Hàn Quốc. Cái này là mình nghĩ ra đấy. Tại vì mình làm YouTube ấy, xong rồi mình kiểu vận dụng luôn. Đấy. Thì đó là bài hôm nay, thế là xong rồi. Anh môn thứ hai là môn mà mình nói mình rất thích đấy, nhưng mà cái môn này mình kiểu khổ tâm vì nó cũng nhiều. Đó là môn quay phim và ánh sáng. Môn này không có thi giữa kỳ mà chỉ có thi cuối kỳ thôi. Cái điểm thi giữa kỳ sẽ là lấy những cái bài tập hàng tuần mình đã nộp cộng lại với nhau ra được điểm giữa kỳ. Còn điểm cuối kỳ của mình thì sẽ là một bài lên kế hoạch kịch bản ra một cái music video MV ca nhạc. Và mình đã chọn để làm kịch bản MV là một bài OST của phim To Oheyong, là bài gì đây? Nayot Thamyon của ca sĩ Trần Sưng Hoan. Đấy, thì mình đã làm bài đấy. Đây, mình đã làm xong rồi. Cô cái này cũng không có gì cho mọi người xem cả nên thôi nhá. Cuối cùng thì mình cũng đã kết thúc được cái kỳ học này. Thật ra thì kỳ học này cũng có khá là nhiều thứ khiến mình nuối tiếc. Với cả tại vì thời gian nó cũng khá là gấp gáp nữa, nên là mình đã không đủ thời gian để đầu tư cho cái bài tập của mình. Mình hầu như chỉ có tầm 2 ngày để có thể làm một bài thi cuối kỳ để nộp thôi. Nhưng mà mình vẫn phải có công việc của mình nữa, là mình cũng một tuần đi quay 3-4 buổi, nên là việc sắp xếp thời gian của mình để đầu tư cho cái bài tập của mình nó không có nhiều. Nên là mình cũng thấy cũng buồn, cũng hơi tiếc một chút, tại vì mầm giáp vẫn chưa làm hết mình. Và cũng nghĩ là điểm nó cũng không cao như là mình mong muốn, tất nhiên rồi. Nhưng mà mình cũng nghĩ là đây là cái rút kinh nghiệm để cho kỳ sau mình có thể làm tốt hơn. Mình biết được cách mình thi thế nào, học thế nào rồi, nên mình mong là kỳ sau nó sẽ khá khẩm hơn. Và chắc là mình sẽ phải kết thúc cái video vlog học hành này của mình ở đây rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình. Và để cheers ngày hôm nay thì mình đã đặt đồ ăn về. Mình đã nhịn đói suốt từ hôm qua đến bây giờ. Thật ra mình đã nhịn đói từ tối thứ ba sang cả ngày thứ tư, và bây giờ là sáng thứ năm hai mình mới đang bảo ăn. Tại vì hôm qua làm bài mình không có tâm trí nào để ăn cả, nên mình sẽ ăn đây. Giờ chắc là mình sẽ phải kết thúc video tại đây rồi. Và mình mong qua video này mọi người sẽ biết được là những cái cách thi này, cách ra đề của môn phim truyền thông của trường mình là trường Gyeonggi như thế nào. Và mình cũng nghĩ là mỗi trường sẽ có một cái cách ra đề, một cách thi khác nhau. Nhưng mà mình mong cũng cho mọi người để tham khảo và hình dung ra được là Hàn Quốc thi ghét kỳ như thế này này, kiểu như vậy. Và bây giờ chắc là mình phải tạm biệt mọi người rồi. Bây giờ thì good night.